Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên Vũ. Video lần này Vũ muốn làm là liên quan đến cái phần chỉnh văn số. Cũng hiện tại là cái phần này là vẫn là phần chỉnh về micro. Và trong micro, trong cái chỉnh của văn số thì các bạn sẽ nên lưu tâm và lưu ý một cái tính năng này. Nếu mà văn số các bạn có, chúng ta nên sử dụng nó. Và Thiên Vũ sẽ giải thích các bạn là noi là gì. Trong các văn số các bạn dùng noi để chúng ta để cắt hú hoặc là chống hú. Nói nôm na, tại vì Vũ làm video là làm cho tất cả mọi người, chứ không phải là Vũ làm để cho anh em kỹ thuật để coi. Mà Vũ làm những video và giải thích những cái mà đơn giản hay là ví vỏm gì đó, để cho cái người dùng, người mà không hiểu về kỹ thuật, chúng ta cũng có thể hiểu được và tác dụng của nó như thế nào và cách hoạt động nó như thế nào. Là phần này là phần liên quan đến noi. Và noi nó có sẽ nhiệm vụ là giúp cho chúng ta mix, chúng ta có thể là có được một độ lực nhất định. Thứ hai là nó sẽ giúp cho chúng ta cái phần cắt hú. Mà tại sao nó lại làm được điều đó, thì bây giờ xin mời mọi người đến cái màn hình của Thiên Vũ, và Thiên Vũ sẽ hướng dẫn và coi cái từ này nó như thế nào và sử dụng nó như thế nào. Ok, trước mặt các bạn đây chính là cái giao diện của cái phần mic trong cái một con văn số mà Thiên Vũ đang dùng, là con Misao 98. Thì con này có một cái độ noi cũng khá là chuẩn, dựa trên nền tảng DB ha các bạn ha. Thì DB ở cái video vừa rồi là các bạn đã nôm na ví dụ cho các bạn, đó là cái âm lượng. Thì noi là cái này nè các bạn, noi gate. Đây là cái noi. Thì mỗi văn số nó sẽ có thể là sẽ không hiện noi gate, mà nó sẽ hiện chữ noi thôi nè các bạn ha. Các bạn lưu ý là, nhưng mà công cụ và cũng như là cái công dụng của nó đó thì nó sẽ giống ngang ngửa với nhau. Đó, đây chữ noi gate đây. Và cái noi này là nguyên tắc hoạt động như thế nào? Thì giải thích cho mọi người hiểu á, là noi nó sẽ giống như là âm lượng của đầu vào micro. Nhưng mà không phải là âm lượng để lớn hoặc nhỏ, mà là âm lượng đủ khả năng để nhận được tín hiệu. Ha các bạn ha, các bạn hiểu nó không phải là âm lượng của micro, nhưng mà gọi là âm lượng đủ khả năng để micro nhận được giọng của các bạn. Chứ không phải là âm lượng để lớn mic hay là nhỏ mic. Ha các bạn. Rồi, đây là phần DB. Thì phần DB này thì các bạn có thể hiểu nó là volume. Tính là nó từ viết tắt của decibel đó. Thì nó giống như là cái cần EQ mà Thiên Vũ đã review cho các bạn, hướng đó gọi là âm lượng của cái cần EQ. Thì đây là âm lượng của cái sự chấp nhận của cái micro cho vào. Ví dụ như Thiên Vũ dùng cách cái noi này để cắt hú đi. Ví dụ như là các bạn, Thiên Vũ để xa như thế này. Giờ mời bạn quay trước mặt Thiên Vũ ha. Rồi, quay về đây. Ok. Thì các bạn quay video đang ở trước mặt Thiên Vũ, và Thiên Vũ sẽ làm thử và hình dung cho các bạn phân tích. Và mình sẽ hiện tại là bây giờ noi đang là 120. Ok ha. Thiên Vũ để micro lớn lên. Ok. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì hiện tại thu âm mà Thiên Vũ đang làm cho các bạn là đang thu âm trực tiếp từ văn số, chứ không phải là từ miệng Thiên Vũ cho đến cái chiếc điện thoại của chiếc điện thoại đang quay. Thì các bạn thấy Thiên Vũ để xa như thế này mà các bạn vẫn nghe được cái giọng của Thiên Vũ đúng không? Thì đó chính là cái độ noi. Tức là cái độ noi này Thiên Vũ đang mở một mức âm lượng rất là xa, tức là rất là nhỏ. Tức là mở ra như vậy thì những cái tiếng mà Thiên Vũ nói nhỏ như thế này nó vẫn hút vào micro, tại vì decibel của cái đầu mic này Thiên Vũ mở là đang rất là nhỏ. Bây giờ làm sao để mà nếu mà tiếng nhỏ như thế này á, thì chắc chắn là các bạn có phải là khi mà các bạn mở nhạc lên thì nó để là cái tiếng âm lượng âm thanh của loa nó sẽ chạy thẳng vào cái micro này đúng không các bạn? Tại vì nó nhỏ quá mà. Bây giờ loa nó, bạn có mở nhỏ hay mở lớn gì cái loa thì nó cũng sẽ chạy thẳng vào cái micro này, thì nó sẽ tạo ra là cái feedback, thì chắc chắn là nó sẽ bị hú rít, là cái chuyện bắt buộc và phải tất nhiên rồi đúng không các bạn? Đó. Thì bây giờ để làm sao để dùng cái noi này để hỗ trợ vấn đề chống feedback các bạn mà không lạm dụng đến cái tính năng feedback của trên văn số, là chúng ta phải sử dụng noi trước. Nói chung là chúng ta phải làm cơm ghét noi ghét đồ trước á, thì sau đó chúng ta mới dùng đến feedback. Phòng màu nào mà không gian mà xấu lắm luôn chúng ta phải dùng đến feedback, còn nếu bình thường chúng ta không cần dùng đến feedback mà các bạn vẫn không thể bị hú. Và tính năng noi này cũng là một phần rất là trọng điểm trong phần chỉnh micro để không có thể gây hú rít nữa.
Thì bây giờ để làm sao tiếng này nhỏ lại thì Thiên Vũ sẽ tăng cái decibel càng cao, hiện tại đang là âm 120 decibel. Bây giờ Thiên Vũ sẽ tăng lên. Nè, các bạn để ý nha. Bây giờ Thiên Vũ sẽ lên một cái ngưỡng để cho mọi người cảm nhận cùng một âm lượng nè, các bạn vẫn nghe được giọng Thiên Vũ ở khoảng cách xa này đúng không? Bây giờ Thiên Vũ hiện tại là con số là một âm 120 decibel. Bây giờ Thiên Vũ sẽ chọn là âm 50 decibel. Alo, 1, 2, vẫn còn nghe đúng không các bạn? Mình sẽ tăng lên tiếp. Mình sẽ chọn là âm 40 decibel. Alo, 1, 2, 3, 4. Đó, các bạn đã nghe bắt đầu có lúc nhận, lúc không rồi đúng không các bạn? Nghe chắc giờ đúng không? Đó, 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 đó. Giờ thì Thiên Vũ sẽ để lên là âm 35 decibel. Nếu đó. Đó, như vậy là các bạn đã thấy Thiên Vũ nhép miệng nhưng mà rõ ràng là nó không hề thu tiếng mic của Vũ với cái cường độ âm lượng từ miệng Vũ, cái cường độ âm thanh nó ra ở mức ngưỡng đó. Với một cự ly khoảng cách giữa đầu micro và đối với miệng của Thiên Vũ thì nó sẽ không thu vì Thiên Vũ đặt quá cao đúng không các bạn? Thì ví dụ cao này tại sao? Tại vì khi mà làm như vậy á thì ví dụ như âm thanh từ loa phát ra nếu mà đến cái vị trí mà các bạn ngồi hát á, mà decibel của cái chiếc âm thanh mà từ loa phát ra á, mà không đủ được cái ngưỡng mà cái micro mà noise mà mình đã setup sẵn, cái decibel mà mình đã setup noise sẵn á, thì nó không thể chui vào được cái micro này, trừ khi cái loa bạn mở cực lớn thì đủ decibel, giống như là các bạn đủ xe đủ mạnh để chúng ta leo đèo vậy đó. Cái noise coi như các bạn ví vỏm như là một cái đèo đi, thì nó có thể là nó sẽ leo qua được cái đèo. Còn nếu mà âm thanh mà lớn nhưng mà nó không đủ được cái ngưỡng thì không vượt đèo thì chắc chắn là tiếng đó sẽ không chạy vào micro, thì chắc chắn là sẽ không có vấn đề là bị feedback và bị hú. Và cái noise rất là một cái trọng điểm để cho các bạn có thể xử lý về vấn đề hú, cũng là một cái hay lắm các bạn. Rồi ha, bây giờ Thiên Vũ bây giờ còn vấn đề xử lý noise này như thế nào á thì các bạn nên canh vừa. Ví dụ chúng ta hát thử một bài đi, các bạn coi cái ngưỡng nào là ngưỡng cao nhất của mình, ngưỡng nào ngưỡng gọi là la lớn hết cỡ, đoạn này coi nào, la hết cỡ. Ví dụ hoặc là cái thói quen chúng ta cầm gần thế này, ví dụ giờ Thiên Vũ cho gần, Thiên Vũ chọn âm 35 decibel. Alo, 1, 2, bật ra ha, nó hơi chập chờn, đó, 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 đó. Giờ lên 30, âm 30, 30. Các bạn nghe là bình thường là Vũ nói nè, thấy không? Đó, cái đó là vừa thể hiện cho các bạn thấy là khi mà Vũ nói chuyện mà với một âm lượng bình thường vậy nó sẽ không nhảy vào mic, thì nó cũng là một dùng để chống hú. Trên văn số thì các bạn lưu ý cái điểm này nha, chúng ta tận dụng cái tính năng này để chúng ta chỉnh văn số. Chúng ta không cần dùng cái tính năng chống hú mà chúng ta set văn số cũng sẽ không bị hú nữa. Các bạn lưu ý điểm này ha. Thì cái noise là như vậy đó, cái nguyên tắc hoạt động nó là như vậy. Thì cái noise này á, các bạn nói lại một lần nữa các bạn hiểu ha. Mình nói hơi dài dòng một xíu, nhưng mà mình mong là video sẽ phân tích cho những bạn cũng như khách hàng. Chúng ta không am hiểu nhưng mà chúng ta phải hiểu được nó. Thì nhiều khi vô tình mốt vui vui các bạn đến mua van số, các bạn làm chủ được van số không cần thợ luôn, tự set luôn. Set ok chúng ta mang về. Vậy đây. Rồi, noise á, tức là âm lượng để đầu micro chấp nhận đưa vào. À, hiểu nôm na là gì? Nói chung là mình nói là không liên quan đến kỹ thuật, mình nói để cho các bạn hiểu thôi. Âm cứ là noise gate, tức là chúng ta cho phép cái miệng, âm lượng miệng chúng ta đủ, gọi là đủ âm lượng, tức là đủ âm lượng thì đầu micro mới nhận. Còn nếu mà noise mà nhỏ đó, thì nó sẽ không nhận. Thì cái này thì rất là hay, cái này nó không liên quan đến âm lượng micro nha các bạn. Âm lượng cho bạn chỉnh micro nói chuyện lớn, nhưng mà khi các bạn chỉnh noise như vậy thì các bạn lời nói chúng ta nói đến đầu micro này thì đủ âm lượng thì nó sẽ hút vào thôi, còn nó không liên quan đến nhỏ hoặc lớn của micro đó. Thì bây giờ mời các bạn quay lại gần, mình sẽ test thử thêm trên màn hình cho các bạn xem cái nữa để cho các bạn hiểu nha. Bây giờ là đang 109 nha. Rồi để em lấy nét. Rồi mình sẽ lên nè, các bạn nghe tiếng mình dập dật nè, lên. Alo, bình thường mình đang để ở cự ly là khoảng 5 xăng 2. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn thấy là bình thường đúng không? Cách nói chuyện, âm lượng nói chuyện cùng một mức. Rồi tiếp tục lên 55.
alo 1 2 3 4 5 6 đó, cũng không không có gì hết. Mình lên thử là 50. Alo 1 2 3 4 5 6 7 đó, cái lực mình vẫn ra được, nó vẫn chấp nhận được. Mình lên 40. Alo 1 2 3 4 đó, bắt đầu có tín hiệu chập giật rồi đó các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Mình lên thử 37. Alo 1 2 3 4 đó, các bạn nghe nó chập giật chưa? Nếu mà chúng bạn chưa nghe thì chúng ta đeo tai nghe và chúng ta sẽ cảm nhận liền, nó sẽ câu nó bị giật rồi đó. 33. Alo 1 2 33. Alo 33. 30. Alo 1 2 3 3 1 2 3, bắt đầu rồi đó, bắt đầu nó không nhận rồi đó. Khi mà không đủ lực là nó sẽ không nhận rồi đó, các bạn thấy chưa? Đó. Khi mà mình lên thử bây giờ mình nói lớn lên trước nha, bây giờ mình thử lên mức âm lượng là 20 luôn, thì mình phải là nó, mình sẽ nói âm lượng như nãy thì nó sẽ không ra. Alo. Alo 1 2, đã thấy chưa các bạn? Mình lên 20 là nó không thu vào. Thì chúng cái này chúng ta sẽ dựa vào cái khả năng, cái dựa vào cái lực lời nói của chúng ta đó, thì chúng ta tận dụng cái tính năng này để chi, để mà thứ nhất là nó sẽ không hú nó. Nhưng mà chúng ta không lo, chúng ta hát gần lo cũng chẳng sao, chẳng sợ gì cả. Nói chung xử lý được cái nôi này cũng là một cái phần trọng điểm trong cái văn số mà mình đã nói trước cho các bạn. Thì video này là mình trả bài cho những khách hàng mình đã hứa mình sẽ làm video này. Các bạn thấy video này Thiên Vũ chia sẻ hay, các bạn dễ hiểu hay là khó hiểu điểm nào, hay là cái cách phân tích của Vũ có làm cho mọi người hiểu hay không, hay là chưa hiểu gì đó, thì mong mọi người để lại comment ở bên dưới để Thiên Vũ có những kinh nghiệm về sau làm những video hướng dẫn, mà nói chung là diễn giải theo một cách dân dã bình dân nhất, tìm cách nào đó để cho mọi người đưa cái thông tin cũng như là đến cho mọi người dễ hiểu nhất. Mọi người thấy hay thì đừng quên ủng hộ Thiên Vũ một like và bấm đăng ký kênh để theo dõi video cân chỉnh văn số. Mình được Thiên Vũ chia ra nhiều phần để mọi người có thể làm chủ và xem đi xem lại từng hạng mục, sau này mình có vướng cái chỗ nào thì mình sẽ xem lại cái chỗ đó, thì các bạn sẽ dần dần sẽ hiểu hơn về cái văn số của mình. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nhớ đừng quên bấm like và share cho mọi người cùng xem. Bye.